Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có phóng sự cộng đồng và tin y học. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng với Bích Phượng và Đậu Thanh Vân. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị đêm không gian dạ tiệc và dạ vũ Hội Hoa Anh Đào 2019 do Hội Ái Hữu Công Quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy 30 tháng 3 tại thành phố Fortress, Virginia. Ngày thứ Bảy 30 tháng 3, cuối tuần thứ hai của mùa xuân tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Khi trời thật đẹp và thật ấm, hàng năm theo như thông lệ, năm nay đêm không gian 2019 dạ tiệc và dạ vũ hoa anh đào đã được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia vào lúc 7 giờ chiều. Đặc biệt năm nay, mọi người ở xa được dịp ngắm những hoa anh đào đang nở rộ và cùng nhau khoe sắc những màu hồng, màu trắng chan lẫn với những loài hoa khác. Hơn 350 quý thân hữu, quý hội đoàn và gia đình của Hội Ái Hữu Không Quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ và nhiều quý quan khách thân hữu hầu duệ ở tiểu bang xa cùng đến với nhau trong đêm không gian với một không khí thật ấm cúng đầy tình tự không quân. Theo lời ông hội trưởng Nguyễn Minh Toàn, những vị niên trưởng đã từ từ ra đi và trong tương lai Hội Không Quân cố tạo ra những hậu duệ để tiếp nối những người lớn tuổi đã từ từ rời xa. Mọi người đã được thưởng thức hai giọng ca của Ngọc Anh Vi và Thiền Vị cùng với những giọng ca của gia đình Không Quân đã giữ chân mọi người đến gần 12 giờ đêm. Thông lệ hàng năm thì Không Quân chúng tôi là tổ chức đêm không gian qua trên dưới 40 năm ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Và sau khi tổ chức đêm không gian xong, chúng tôi lại chuẩn bị tổ chức picnic hè Không Quân. Và trước Tết Dương âm lịch, chúng tôi lại tổ chức tiệc tất niên Không Quân. Đó là những sinh hoạt chánh yếu của Hội Không Quân chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung anh em lại với nhau càng nhiều lần càng tốt, để anh em cùng chia sẻ tâm tình với nhau. Vì hiện tại bây giờ đa số anh em cũng lớn tuổi, đó, nên rất ít khi đi tham gia những cái tiệc như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang tạo một lớp hậu duệ cho Không Quân. Và hiện tại bây giờ có anh đồng sĩ hội, anh là giám đốc võ đường Thần Phong tại Virginia. Anh sẽ cố gắng tạo một số lớp trẻ để mà nối tiếp cho những anh em Không Quân của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi là My Way Band đến từ Philadelphia và tôi là hậu duệ của Không Quân Phi đoàn 116. Chúng tôi đến đây để ủng hộ cho Hội Không Quân chiều hôm nay. Nhóm của chúng tôi gồm có 6 người, gồm có anh nhạc trưởng My Way Bảo Huy, anh Trần Ngọc Đức, và các cô trong nhóm múa May Quầy là cô Ngọc Dung, Mỹ Vân và Lan Nì. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên nhóm chúng tôi được tham gia trong đêm hội ngộ của Hội Không Quân, bởi vì nghe tiếng của Hội Không Quân của vùng Hoa Thịnh Đốn rất là nhiều lần, và đây là đặc biệt là lần đầu tiên mà qua sự hướng dẫn của chú MC Trọng Hiến, và chúng tôi được đến đây để góp phần cũng giống như là ủng hộ cho tất cả các chú Không Quân, cựu Không Quân ngày xưa, và giống như là mình là những đứa con được trở về nhà của mẹ, cho nên rất là xúc động và ước mong rằng sẽ còn nhiều lần như vậy, tụi này sẽ được trở về đây để tham gia cùng Hội Không Quân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội Hoa Anh Đào 2019 tại thành phố Fortress, Virginia. Bích Phượng xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng với Thanh Trúc. À,
Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Thanh Trúc đang có mặt ở Laurel, tiểu bang Maryland. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 3 2019 và tại chùa Giác Sơn ở thành phố Laurel, tiểu bang Maryland có một cái sự kiện đặc biệt, lễ hội Quán Âm, và đây là một cái sự kiện trọng đại của mỗi chùa khi mà nói đến lễ hội Quán Âm, mang cái đức hạnh từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát đến cho nhân loại. Nhưng mà đồng thời hôm nay lại có một cái chương trình đặc biệt nữa, đó là Đại hội Ẩm thực Chay. Vì thế chúng tôi thấy là Phật tử đang từ từ kéo đến đây, mặc dù trời đang trở lạnh thưa quý vị. Và ngày hôm qua là ngày 30 tháng 3 2019 đó, thì lễ hội Quán Âm ở tại chùa Giác Sơn đã bắt đầu bằng những cái buổi tu học kinh kệ để mà nói về ý nghĩa của lễ hội Quán Âm. Và hôm nay là những cái hình ảnh sống động về cái ngày gọi là Đại hội Quán Âm ở tại chùa Giác Sơn cùng với Đại hội Ẩm thực Chay ở tại đây. Xin mời quý vị theo dõi bài tường trình của chúng tôi. Quý vị nhớ trong những cái năm mà đi vượt biên đó, thì cái lúc mà thuyền ra giữa khơi và giữa giông bão như vậy thì mọi người không có biết làm gì, chỉ có biết cầu nguyện Đức Quan Âm. Thì lúc đó có một cái thuyền mà trên đường đi đến Hồng Kông, thì họ thấy trong cái đám mây đó cái hình tượng của Đức Quan Âm đứng trên con rồng. Và sau đó thì cái thuyền được hai con cá voi cá ông dìu vào trong bờ. Thành ra khi lên bờ thì họ vẽ lại cái hình tượng đó. Và bây giờ chúng ta thấy cái hình tượng đó có mặt khắp nơi trên thế giới. Thành ra chúng ta thấy cái Đức Quan Âm là một cái vị Bồ Tát mà Ngài cứu độ chúng sanh trong cái lúc khổ nạn, mà nhất đối với người Việt Nam trong trên con đường tị nạn thì ai cũng cầu nguyện đến Ngài. Do đó khi đến cái nơi bình an, họ có cơ hội thì họ bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Bồ Tát Quan Âm. Chúng con xin cảm ơn Ngài. Cảm ơn chị. Kính thưa chị Thanh Trúc, các vị khán thính giả của đài SPTN, rất là vui khi các vị đến đây phỏng vấn chúng tôi về cái lễ hội Quan Âm. Lễ hội Quan Âm thật ra diễn ra 2 ngày, ngày hôm qua và đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì buổi sáng có hành trì chú Đại Bi và có buổi chia sẻ pháp thoại của chư Tôn Đức, và chiều hôm nay đúng 3 giờ chiều sẽ là chính thức của lễ hội Quan Âm, và sau đó 4 giờ sẽ là hội chợ ẩm thực chay. Qua cái lễ hội này, chúng tôi kỳ vọng một điều rằng đem cái năng lượng của từ bi tâm để gửi đến cho tất cả mọi người trên thế gian lắm khổ đau này, và nhờ cái năng lượng cầu nguyện này chúng ta có thể chuyển hóa đến gia đình của mình, những người thân của mình và tất cả những người đang có mặt xung quanh mình để đều sống trong cái năng lượng từ bi tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là cái thông điệp mà khi chúng tôi tổ chức lễ hội, mong mỏi cái thông điệp này sẽ được lan tỏa cũng như gửi gắm đến cho đại chúng. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy, lễ hội Quán Âm tại chùa Giác Sơn chính thức khởi sự vào lúc 3 giờ chiều và kéo dài cho đến chiều tối, trong lúc các Phật tử từ ở trong vùng cũng như những vùng phụ cận đến đây để được đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, được học hỏi về cái hạnh cao quý của Quán Thế Âm Bồ Tát đến với thế gian, cũng như thưởng thức những cái món ăn rất là chay tịnh do Phật tử của chùa cống hiến. Đặc biệt chúng tôi biết là cũng có những chùa khác ở trong vùng cũng giúp bằng cách là trợ giúp thêm những thức ăn để cho chùa Giác Sơn có thể hoàn thành mỹ mãn cái lễ hội Quán Âm ở tại đây vào ngày 30 và ngày 31 tháng 3 2019. Bài tường trình của Thanh Trúc về lễ hội Quán Âm tại chùa Giác Sơn nói riêng đến đây xin được tạm ngưng. Thanh Trúc kính chào quý vị và hẹn quý vị trong dịp tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.